Các bạn, trên tay mình đang là chiếc Samsung Galaxy S7 đã được gắn vào chiếc ốp lưng Spigen Crystal Cell, dành một cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn chống va đập 810G quân đội Mỹ. Và đây là chiếc ốp lưng mới 100G đang được sale từ giá 400.000 xuống chỉ còn 150.000 mà thôi. Lưu ý là 150.000, sản phẩm này đang rất là rẻ mà số lượng chỉ có hơn 100 cái thôi. Bởi vì đây là ốp trong suốt, sinh ra nó sẽ giữ được nguyên dáng và màu máy. Đây là chiếc Galaxy S7 của tôi đi mượn, thế là người ta đang dán cái carbon đằng sau thì tôi không thể bóc đi được, đấy là của người ta. Và khi mà lắp vào thì chúng ta sẽ giữ được nguyên dáng màu của máy. Những cái sản phẩm của Spigen thì đều được hoàn thành rất là tỉ mỉ, chi tiết, mọi chi tiết được hoàn thành rất là tốt này. Cái viên màn hình nó được làm nhô cao lên bảo vệ rất là tốt, kể cả khi mà rơi sấp màn hình xuống thì cũng không vấn đề gì. Ở đây những cái phím ấn thì ấn rất là sướng, rất là thích tay. Đây, và sau đây tôi xin thử cái khả năng chống va đập của nó, mời các bạn cùng xem. Đây là chiếc Galaxy S7, chúng ta vẫn đang hoạt động rất là bình thường nhé. Chúng ta hãy cùng xem thử xem nó có khả năng chống va đập đến đâu. Thứ nhất là với độ cao khoảng tầm 1,5m, tức là tầm cằm của tôi này. Tuy nhiên máy vẫn đang rất là ok. Thứ hai là khi mà đang nghe gọi vô tình rơi xuống này. Và thứ ba là rơi tự do. Cũng khoảng tầm 1,6m gì đó, tầm đấy. Đây, chiếc Galaxy S7 vẫn hoạt động rất là bình thường và ổn định. Số lượng chỉ có hạn mà thôi. Các bạn nhanh tay comment số điện thoại và địa chỉ ở dưới phần bình luận để đặt hàng. Chúng tôi một lần nữa cam kết là chính hãng chuẩn 100% của Spigen, phát hiện nhái đến 100 lần giá trị sản phẩm. Còn các bạn đã xem video.